Chào các bạn, hôm nay Plus 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn like các bài viết hoặc là like bài mới nhất trên page hoặc profile dựa vào phần mềm Like Plus. Đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, đăng nhập tài khoản Google và phần mềm để có thể sử dụng Like Plus. Trong phần danh sách tài khoản ở đây, các bạn nhập mỗi dòng một cookie, mỗi dòng một token hoặc mỗi dòng một định dạng user gạch path gạch cookie gạch token. Bây giờ thì mình sẽ dán cookie của hai tài khoản Facebook vào trong phần danh sách này. Cookie của tài khoản Facebook đầu tiên, mình sẽ sao chép. Quay trở lại phần mềm. Dán. Cookie của tài khoản Facebook thứ hai. Các bạn nhớ là mỗi cookie thì mình để vào một dòng khác nhau. Sau đó các bạn ấn thêm. Như vậy là mình đã thêm thành công hai tài khoản Facebook của mình vào trong phần danh sách ở phía dưới. Các bạn có thể tích hoặc bỏ tích để sử dụng những nick Facebook trong phần danh sách like chéo này. Trong mục like chéo ở đây, các bạn tích chọn lại cảm xúc mà các bạn muốn nhận trong quá trình like chéo. Các bạn vào tích vào ô trống ở phía đầu của những cảm xúc này. Nhấn chọn là ID như là like bài viết, like page hoặc là like bài mới nhất trên page hoặc profile. Các bạn nhập ID hoặc là dán link của page, bài post mà các bạn muốn tăng lượt like vào ô trống ở phía dưới đây. Ví dụ, mình muốn tăng lượt like cho page này, mình sẽ sao chép địa chỉ liên kết. Quay trở lại phần mềm và dán. Sau đó ấn thêm. Như vậy là mình đã thêm thành công ID của page, đồng thời là loại cảm xúc mình muốn nhận trong quá trình like. Bạn có thể thấy là lịch sử like được hiện ở trong ô trống history ở góc phía bên trái bên dưới cùng phần mềm. Các bạn cũng có thể kiểm tra lại ở trong phần nhật ký hoạt động trên Facebook của mình.